xin chào tất cả quý ông bà anh chị em trước khi mà chúng ta cùng học lời Chúa chung với nhau à, tôi có hai cái lời à, rủ rê hay là kêu gọi gì cũng được một cái thì à, từ gia đình một cái là từ cá nhân ở trong năm nay á, thì gia đình chúng tôi à, vợ chồng con cái có à, suy nghĩ với nhau là cố gắng làm sao đọc được trọn quyển kinh thánh trong một năm. Thì ở trong cái Bible app đó quý ông bà anh chị em ở trên phone đó, nếu mà chúng ta vào trong đó thì họ có những cái plan sẵn cho chúng ta. Tức là nếu chúng ta muốn đọc kinh thánh trọn một năm thì chúng ta vào trong cái plan đó, thì mỗi ngày họ sẽ list cho mình những đoạn nào mình cần đọc và cứ mỗi ngày mình đọc vài đoạn vài đoạn, thì xong một năm là chúng ta sẽ xong trọn quyển kinh thánh cho nên là nếu mà quý ông bà anh chị em thấy ở à, cái đó là cũng là một cái good idea à, mình muốn bắt đầu một cái gì đó mới mình muốn có một bước một thách thức mình một cái điều gì đó thì chúng ta có thể làm điều đó cho cá nhân của mình để chúng ta thấy rằng ít ra là chúng ta biết rằng chúng ta đã một lần đọc trọn quyển kinh thánh ở trong một năm à, tôi biết có nhiều con cái chúa nhiều đầy tới chúa họ cứ đọc liên tục như vậy cái đó là cái thứ nhất cái thứ hai là À, mỗi năm á, thì mục sư có cái thời giờ à, kiêng ăn à, cầu nguyện 21 ngày. Cái đó là tại vì mục sư sinh hoạt với hội thánh người Miên ở trong hội thánh Four Square thì họ có cái lịch trình đó. Thì cái 21 ngày nó sẽ bắt đầu từ thứ hai này, tức là ngày 8 tây trong vòng 21 ngày để kiêng ăn và cầu nguyện cho hội thánh cho gia đình. Cho nên nếu mà quý ông bà anh chị em nào cảm thấy rằng tôi cũng muốn tham gia một cái một thử một lần kiêng ăn cầu nguyện thì uh, quý vị cũng có thể uh, đồng hành với mục sư là chúng ta sẽ đi 21 ngày ở trong sự kiên an đó để chúng ta có thì giờ với Chúa. Ok. Cho nên đó là hai cái điều mà quý ông bà anh chị em cầu nguyện nếu mà thấy mình có muốn tham gia thì có thể tham gia không ai theo dõi, không cần phải ký gì hết, Chứ giữa mình với Chúa thôi. Mục sư chỉ cho một cái idea rồi quý vị thấy được thì quý vị cùng làm. Thôi, bây giờ chúng ta cùng uh, đọc đoạn kinh thánh và chúng ta ở suy gẫm ngày hôm nay ở trong mát đoạn 4 từ câu 35 đến câu 41. Có thể cho một suy đoạn kinh thánh đã được không? Đến chiều ngày ấy, Ngài phán cùng môn đồ rằng chúng ta hãy qua bờ bên kia. Khi cho dân chúng tan về rồi, Đức Chúa Giêsu cứ ở trong thuyền và môn đồ đưa Ngài đi. Cũng có các thuyền khác cùng đi nữa. Và có cơn bão lớn nổi lên, sóng tạt vào thuyền, đến nỗi gần đầy nước. Nhưng Ngài đương ở đằng sau lái, giữa gói mà ngủ. Môn đồ đánh thức Ngài dậy mà thưa rằng, Thầy ơi, Thầy không lo chúng ta chết sao? Ngài bèn thức dậy, quở gió và phán cùng biển rằng, Hãy em đi, lặng đi. Gió liền dứt và đều yên lặng như tờ. Đoạn Ngài phán cùng môn đồ rằng, Sao các ngươi sợ? Chưa có đức tin sao? Môn đồ kinh hãi lắm nói với nhau rằng, Vậy thì người này là ai mà gió và biển cũng đều vâng lệnh người? Chúng ta cầu nguyện. Chúa Thánh Linh ơi, xin Ngài làm giáo sư lớn dạy dỗ chúng con ở trong lời của Ngài. Xin sự sức giàu của Chúa ở trên tâm trí, trên tay thiên liêng, trên tấm lòng của chúng con để chúng con nghe được những điều mà Chúa muốn chúng con nghe trong sứ điệp đầu năm 2024 này. Chúng con cảm tạ Chúa, chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Nếu mà quý ông bà anh chị em mở cái quyển kinh thánh truyền thống á, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái câu chuyện này là một cái câu chuyện được viết trong các sách cộng quan. Tức là khi mà chúng ta học Matthew, Mark, Luca, Giăng thì thường có những cái câu chuyện mà được viết ở trong nhiều sách tức là cùng một câu chuyện mà dưới ngòi bút của những trước giả khác nhau. Và khi chúng ta đọc cái câu chuyện đó ở dưới những cái uh, tác giả, những cái trước giả khác nhau, thì sẽ thấy cho chúng ta có một cái câu chuyện nó được trọn vẹn hơn. Cho nên ngoài mát đoạn 4, câu 35 đến câu 41, thì câu chuyện này cũng được viết trong Matthew đoạn 8, từ câu 23 đến câu 27, và Luca đoạn 8, từ câu 22 đến câu 25 chúng ta đã kết thúc năm 2023 và bước qua cái uh, buổi nhóm đầu tiên của năm 2024 à, một sư có gửi ở trên cái cái cái, cái uh, tin nhắn của cả hội thánh một cái sứ điệp mà vào, vào cuối năm mà không biết là quý anh chị em có ai có thi giờ để 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 nghe đó hay không cái sứ điệp đó một sư giảng cho uh, các hội thánh trên hội đồng ở tại Việt Nam một sư đi máy, đi máy bay, <laughs> và lần này có một cái kinh nghiệm rất là lạ, là tới Sacramento thì phải à, đáp xuống, nhưng mà đáp xuống mà mình không có ra khỏi máy bay, mà đáp xuống những người nào ra thì ra, những người nào lên thì lên, rồi mình chuyển tiếp, là đi một cái chuyến kế tiếp là từ Sacramento đi về phi trường John Way, phi trường Orange County. Cho nên là tự nhiên chú cho một sư cái hình ảnh, Ồ chúng ta sẽ có một cái hạ cánh của năm 2023 Nhưng mà nó chưa phải là cái điểm đến Mà nó bước vào trong một cái chuyến bay mới của năm 2024 Cho nên là chúng ta cầu nguyện Chúa cho mình hạ cánh an toàn Rồi chúng ta lại sẵn sàng cất cánh cho một cái chặng đường tiếp Nhưng mà cái điểm cuối là cái điểm khi chúng ta gặp Chúa Chứ chúng ta chưa có kết thúc cái hành trình của chúng ta Và à, một sư có hội chiếu rớp, tại chiếu rớp là phi công. Một sư nói là mỗi lần mà đáp máy bay vậy đó là nghe người ta đọc ở trên lo, và người ta sẽ có chỉ dẫn cho mình. Cho nên là cuối cùng thì một sư nhờ Isabel là ba muốn tìm cái câu mà thật sự họ nói là cái gì Isabel là mới mới search ra được. Quyển bàn cho em có bốn điều khi mà họ nói khi mà họ hạ cánh. Một sư nói một chút trước khi vào trong cái bài hôm nay, cái bài hôm nay đơn giản thôi. Nhưng mà khi mà hạ cánh á, thì họ kêu mình cái thứ nhất là trở về chỗ ngồi của mình không cần biết mình ở đâu phải mau chóng trở về chỗ ngồi và chỉnh cái ghế của mình ngồi thẳng lên đó là đó là cái thứ nhất đúng không cái thứ hai á, là họ kêu mình phải coi lại những cái carry on những cái đồ của mình á, là phải secure phải phải cho nó an an toàn chắc chắn để mình không có bị có chuyện gì mình bị vấp mình bị rớt lên trên đầu mình bị đè họ kêu mình phải phải cẩn thận cái thứ ba là họ kêu mình phải thắt dây an toàn trở lại Trở về chỗ và phải thắt dây an toàn Và cái điều thứ tư là phải tắt hết những cái uh, những cái iPhone, iPad Những cái mà mình đang sử dụng Cho nên là một sư cảm thấy rằng Nó có những cái hướng dẫn cụ thể Để mình chuẩn bị có một cái landing Và có một cái cất cánh Lần đó quý vị nhớ một sư đã giảng Cho một cái hành trình an toàn Một sư có nói về vấn đề cất cánh tức là một sư nói là chúng ta cần phải thắt dây an toàn chúng ta cần phải có được oxy và đọc bản hướng dẫn và cái landing cũng vậy chúng ta cũng phải trở về trong tư thế của sự sẵn sàng trở về chỗ ngồi của mình phải có sự cảnh giác và chúng ta cũng phải thắt dây an toàn bằng lẽ thật của Chúa và chúng ta phải uh, quan sát những cái gì mà chúng ta đem theo ở trong hành trình đó những cái gì mà gần với mình Gia đình, hôn nhân, con cái, công việc làm Phải được an toàn Và cái điều cuối là chúng ta phải vào trong cái tư thế của sự chuẩn bị Tức là chúng ta tắt đi tất cả những cái điều gì phân tâm Quý bạn bà, anh chị em Hội Thánh chúng ta đã có một cái landing năm 2023 Hồi nãy một sư vào Một sư hỏi chú Rớp Chú Rớp ơi Tôi để ý là hình như là những chuyến bay ngắn thì cái người phi công họ đáp xuống đó, nó rất là sốc luôn nó không có em những chuyến bay dài đó, thì tôi thấy nó đi em mà những cái chuyến bay giống như là từ Orange County lên Sacramento những cái chuyến bay ngắn đó, sao mà mỗi lần nó đi, máy bay nó trồng chành nhiều hơn mà nó đi nó cũng sốc nhiều hơn thì chú Rob có một cái giải thích rất là hay chú Rob nói là tại vì cái 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 đường mà máy bay nó nó running lên nó short cho nên nó ngắn cho nên là cái người phi công xuống đó, nó sẽ rất là khó. Cho nên có nó có thể bị sốc hơn. Còn nếu mà cái đường mà nó landing mà nó dài đó, thì nó sẽ êm hơn. <laughs> Tôi thấy chúng ta landing mươi 2023 cũng có những cú sốc. Nhưng mà cáo ơn Chúa là chúng ta đã an toàn và bước vào 2024. Rồi bây giờ chúng ta nói khi chúng ta bước vào một cái điều mới thì nó có hai cái tâm lý xảy ra. Cái thứ nhất là chúng ta sẽ phấn khích phấn khích thì chúng ta sẽ muốn coi coi những cái điều gì mới sẽ xảy ra nhưng mà đồng thời chúng ta cũng sẽ bị hồi hộp và có chút lo sợ về những điều chúng ta chưa biết cái mà chúng ta không biết nó làm cho chúng ta có phần sợ hãi à, tôi nhớ cái lần đầu tiên mà tôi có cơ hội đi du thuyền đi trên cruise thì vợ chồng tôi được uh, cho phép đi được giáo hội cho đi lúc đó thì tôi mới à, xin à, để mời ba mẹ tôi đi theo. Mà mấy chị tôi thì nhất định là luôn luôn đừng đi, đừng đi, nguy hiểm lắm. Đi mà cái tàu như vậy rồi sóng gió làm sao? Mấy chị ở trong đầu là chỉ biết có là mấy cái xuồng rồi mấy cái thuyền vượt biên rồi bao nhiêu hình ảnh mà chưa hề biết cái cruise cái tàu nó ra như thế nào. Cho nên là đầy sự sợ hãi bởi những cái gọi là không biết. Nhưng mà tới khi mà ba tôi ba mẹ tôi đi về thì ba mẹ tôi nói đây là lần đầu tiên và đó cũng là lần cuối quý anh chị em là ba mẹ tôi có cơ hội đi trên cái cruise một cái kinh nghiệm tuyệt vời. Nhưng mà cái mà mình không biết nó làm cho mình sợ. Chúng ta bước vào trong năm 2024 này sẽ có nhiều điều không biết đang chờ đợi chúng ta và nó làm cho chúng ta có thể sợ. Chúng ta không biết là chiến tranh có thể leo thang và các cường quốc có thể bước vào để gây ra những cái thế chiến hay không chúng ta không biết là đại dịch có thể trở lại hay không chúng ta không biết là cái vấn đề à, bầu cử của à, hoa kỳ sẽ dẫn đến những thay đổi gì trên đất nước này và ở trên thế giới có nhiều điều có thể xảy ra ở trên gia đình của chúng ta ở trên hội thánh chúng ta trên cá nhân của chúng ta và chúng ta có thể sợ cái câu chuyện mà chúng ta đọc ngày hôm nay được viết dưới ba ngòi bút khác nhau để thấy câu chuyện nó đầy đủ và rõ ràng. Và nó có những cái điểm mà nó đồng bộ với nhau. Cái thứ nhất là Chúa xuống thuyền. Cái thứ hai là Chúa lệnh cho họ qua bờ bên kia. Cái thứ ba là giữa giữa đường thì sóng lớn nổi lên. Cái thứ tư, họ đánh thức Chúa. Chúa thức dậy, Chúa có lệnh cho sóng biển. Và cái kết thúc đó là một cái câu mà cả ba sách đều viết lại. Người này là ai? Người này là ai? Mà gió và biển đều vâng lời người. Quên ba anh chị em. Bảo tố có thể xảy ra. Nó không phải là if mà là when. Nó không phải là nếu hay không mà là khi nào mà thôi. Chúng ta sẽ có nhiều bảo tố xảy ra. Có thể trong kinh tế của chúng ta. Có thể trong sức khỏe chúng ta. Trong gia đình, trong hôn nhân. Trong vợ chồng, con cái, trong công việc làm có những sóng gió xảy ra nhưng mà chúng ta thấy mỗi người chúng ta sẽ có những cái bảo tố khác nhau và những bảo tố đó có thể có những cường độ khác nhau nhưng mà dù là bảo tố do lý do gì diễn ra khi nào cường độ thế nào thì khi chúng ta đánh thức chúa dậy thì Chúa sẽ có quy quyền Ở trên bảo tố Cho nên đối với một sư Cái sức điệp này nó rất là đơn giản là như vậy Cái câu hỏi then chốt Để giúp cho các môn đồ không phải sợ hãi Đó là câu hỏi Người này là ai Cả ba câu chuyện quyết lại Và đặt câu hỏi rằng Người này là ai Chúa hỏi rằng Tại sao các con sợ Tại sao các con sợ khi mà Chúa hỏi là tại sao các con sợ Có nghĩa là các con phải Có những lý do, lý do Mà không cần phải sợ Mà tại sao các con sợ Cũng như con tôi có nhiều lúc Nó, nó la lên, nó chạy vô Nó sợ Tôi hỏi chuyện gì mà bấn lên vậy Nói, Tụi con tưởng ba không có nhà không Có những cái việc Có người nào bấm chuông, có người nào gõ cửa Tưởng là ba không có ở nhà Cho nên là sợ Nếu mà biết ba có ở nhà thì không sợ. Có những điều mà chúng ta thấy rằng sẽ xảy ra, chúng ta không biết trước, bão tố có thể xảy ra trong năm 2024 này. Nhưng mà nếu chúng ta biết ngài là ai, thì chúng ta không sợ. Như vậy thì có ba điều một sư muốn nói ngài là ai mà chúng ta học với nhau. Cái thứ nhất, ngài là Đấng dẫn chúng ta vào trong bão tố. Cái thứ hai, ngài là Đấng ở cùng với chúng ta xuyên qua bão tố. Và cái thứ ba, Ngài là đấng có quyền ở trên bảo tổ. Khi chúng ta biết Chúa Giêsu của chúng ta là ai, thì chúng ta có lý do để không phải sợ. Dù là loại bảo tố nào, dù là cường độ nào, dù là khi nào, khi chúng ta biết Ngài là ai. Cái thứ nhất là chúng ta nói rằng Chúa Giêsu là đấng đưa chúng ta vào trong bảo tố cái điều này là cái điều mà con cái Chúa khó chấp nhận, chúng ta dễ chấp nhận là khi chính chúng ta đưa mình vào trong bão tố như là Jonah không vâng lời Chúa đi nghịch lại với Chúa vào xuống thuyền thì bão tố nổi lên cái đó chúng ta cảm thấy nó hợp lý là bởi vì mình mới là đấng người sai trật và tạo ra bão tố trong cuộc đời của mình, điều đó có quý ông bà, anh chị em nhưng mà cũng có những trường hợp Chúa đặt chúng ta ở trong bão tố như Phaolô là để chúng ta làm ích cho những người ở trong cái chiếc thuyền đó. Để có lời của Chúa để giải cứu họ. Nhưng mà trong trường hợp mà trong câu chuyện mà chúng ta vừa mới đọc ở đây, Chúa xuống thuyền rồi Chúa kêu rằng hãy đi qua bờ bên kia mà Chúa không có nói giỡn, điều gì Chúa nói là điều đó là thật. Điều gì Chúa nói, điều đó phải xảy ra Như vậy Chúa nói rằng chúng ta sẽ qua bên bờ bên kia Thì có nghĩa là chúng ta sẽ qua bên bờ bên kia Mà dù là chúng ta có lời của Chúa Chúa nói chúng ta qua bờ bên kia Không có nghĩa là chúng ta miễn trừ cái cơn bão ở giữa hồ Nhưng mà Chúa Giêsu cho phép cái bão tố đó xảy ra Ngài kêu xuống thuyền và đi Mà đi vào trong bão tố và bảo tố rất lớn ở đây không phải nói là bảo tố tượng trưng chúng ta đừng quên những người môn đồ của Chúa là những tay đánh cá nhà nghề là những người quen với lại sóng biển mà không phải là họ không chống chèo không phải họ không có cách giải quyết chắc là họ cũng phải súng vào họ làm được tất cả những gì có thể làm được để để chống chèo để tạt nước để múc nước ra ngoài nhưng mà bây giờ cái Thánh nó nào nước vào tới nỗi là muốn ngập thuyền họ phải đánh thức Chúa vậy như vậy thì Chúa Giêsu đưa chúng ta vào trong bảo tố. Như vậy thì có những bảo tố mang tên của tôi và quý ông bà anh chị em. Và Chúa thiết lập cái bảo tố đó cho mỗi cá nhân của chúng ta để xây dựng cá nhân chúng ta trở thành con người mà Chúa muốn xây dựng chúng ta. Cũng giống như là quý ông bà anh chị em mà đi là những người cưỡi tạ hay là những người đi tập thể dục thì chúng ta thấy rằng nếu chúng ta có cái người huấn luyện viên thì cái người huấn luyện viên sẽ thiết lập một cái chương trình tập thể dục cho cá nhân chúng ta, Đấy không? và cái sức nặng của những cái quả tạ sẽ được tăng lên từ từ là để giúp cho chúng ta để xây dựng cái bắp cơ của chúng ta. Mà tôi thấy cái hay là nhà quý vị có có mấy người cử tạ không? Thật ra khi mà họ nâng tạ lên đó, thì có cái người huấn luyện viên ở trên đó là phụ với họ. Khi mà hạ xuống cái người đó phụ. Tức là cái người đó đặt một cái sức nặng, khá nặng cho cái người tập, nhưng mà họ phụ để nâng lên, đỡ xuống, để không có đè bẹp cái người ở dưới, nhưng mà cái người ở dưới phải nỗ lực để tập cho cái bắp cơ của mình nó tổ. Chúa là cái đấng thiết lập cái cơn bão tố mang tên mỗi người chúng ta. Và Chúa định cái bão tố đó ở cường độ nào, khi nào, để giúp cho chúng ta, để xây dựng con người chúng ta theo ý Chúa muốn. Tôi tôi nhớ ở đó tôi học được hai cái chữ Một cái chữ là chữ test và một cái chữ là chữ tempt Tức là một cái là kiểm tra Còn một cái là cám dỗ Chúa thì không có cám dỗ chúng ta Nhưng mà Chúa thách thức chúng ta Chúa trui luyện chúng ta bằng những cái test Ở trong đời sống của chúng ta Mà nếu mà chúng ta là học sinh á, Chúng ta không có né được cái bài test thế nào cũng phải có quiz có test đã là đời học trò để muốn học lên là phải có bài test nhưng mà cái bài test mà giáo viên cho ra không phải để giết học sinh không phải tôi cho mày chết tôi cho cái bài test là cho mày chết luôn không có khi mà cho bài test là giáo viên đã độ được cái mức độ của học sinh và giúp cho học sinh biết khả năng của mình và khi thiết lập cái bài test đó là giúp cho học sinh có thể phát huy được tốt nhất cái khả năng của mình để đạt được cái mức độ mà người giáo viên muốn học sinh đạt được. Nhưng mà ngược lại, cái chữ thêm, cái sự cám dỗ á, thì không phải đến từ Chúa mà đến từ ma quỷ. Nếu mà Chúa thiết lập cái, cái bài kiểm tra cái sự thách thức là để chúng ta được phát triển tốt hơn, thì ma quỷ lại đưa cái sự cám dỗ để phá quỷ chúng ta trở nên tệ hơn. Cho nên là chúng ta phải ý thức được là Chúa cũng có những cái test ở cho đời sống của chúng ta. Cho nên có nhiều lúc con cái Chúa chúng ta cứ nói rằng tại sao, tại sao Chúa đưa con vào cái chỗ này? Tại sao kinh tế con thế này? Tại sao hôn nhân con thế này? Tại sao công việc con? Chúng ta cần phải sửa lại cái câu hỏi đó là câu hỏi là Chúa ơi, Ngài muốn dạy con điều gì ở trong việc này? Là bởi vì Chúa là đấng toàn năng, là đấng yêu thương và Ngài thiết lập cái test đó, cái cơn bão tố đó là để chúng ta biết mình nhiều hơn, biết Chúa nhiều hơn, biết những người chung quanh nhiều hơn và Chúa muốn chúng ta được trưởng thành, xây dựng bắp cơ chúng ta tốt hơn. Cho nên nếu hỏi biết Chúa là ai, Chúa là đấng có thể đưa chúng ta vào trong bão tố. Chứ không phải nói là tin Chúa đi rồi mọi việc sẽ được thuận lợi và tốt lành không à, không bao giờ có bão tố. Chúng ta nói vậy là chúng ta nói dối Tại vì chúng ta mỗi người theo Chúa đều biết rõ chúng ta có những bảo tố khác nhau. Nhưng mà điều thứ hai là cảm ơn Chúa, Chúa Chúa xuống thuyền. Rồi Chúa kêu qua bên bờ bên kia chứ không phải Chúa nói à, rồi tôi bay xuống thuyền tự đi đi. Rồi Chúa ở trên bờ. Phải không? Chúa xuống thuyền với họ, tức là những cái lúc bảo tố đến, Chúa đang ở trong thuyền. Chúa không hề đứng ở bên ngoài mà chỉ có trách móc rầy la họ nhưng mà Chúa ở trong thuyền với họ. Và cái cơn bão đó xảy đến. Họ nỗ lực bằng sức của mình, cuối cùng thì quyết định là phải đánh thức Chúa dậy. Chúa ơi thức dậy, tụi con sắp chết tới nơi rồi. Chúng ta có thể trách nói rằng ồ mấy người đó thiếu đức tin. Tôi hỏi quý vị quý vị đặt mình vào trong vị trí đó, quý vị có đánh thức không? Tôi mong là quý vị đánh thức Chúa dậy. Tôi thấy có nhiều người theo Chúa gặp hoạn nạn sóng gió mà tự bư một mình mà không hề đánh thức Chúa. Mình nói là mình là con cái của Chúa mà không phiền cầu nguyện với Chúa, không phiền để kêu danh Chúa ở trong những hoàn cảnh khó khăn của mình. Quý ông bà, anh chị em, ý thức được Chúa ở trong thuyền của mình và đánh thức Chúa dậy. Chúa muốn chúng ta đánh thức Ngài dậy và Ngài thức dậy là Ngài đáp ứng, Ngài có giải pháp ngay cho họ. Cho nên nếu mà trong năm 2024 này, những sóng gió gì xảy ra, làm ơn ý thức được rằng Chúa đang ở cùng với chúng ta. Và đánh thức Ngài vậy. Chúng ta nhớ một trong những cái sứ điệp Giáng sinh, một sư nói là tin mừng cho muôn dân, đó là tình yêu của Chúa. Chúa yêu chúng ta, Chúa ở cùng chúng ta, và Chúa vua giúp chúng ta. Như vậy thì mình biết rõ Chúa có thể dẫn mình vào trong bão tố Nhưng mà Chúa ở cùng với chúng ta Nó có cái khác biệt là như vậy nè quý ông bà anh chị em Nói về tính thần học Thì Chúa có mặt ở khắp mọi nơi Nhưng mà mỗi lần mình cầu nguyện mình nói đây Chúa ơi chúng con mời con, mời Chúa hiện diện trong sự thờ phượng của chúng con Cái đó không có nghĩa là Chúa không có Nhưng mà khi mình nói như vậy Đó là mình muốn cảm nhận một cách riêng tư mình ý thức mình mời gọi cái sự hiện diện của chúa ở trong đời sống của mình cho nên cái việc mà nói rằng chúa có ở khắp mọi nơi thì người thế gian cũng biết nhưng mà ý thức được chúa đồng hành với mình một cách riêng tư chúa biết cuộc đời của mình chúa thiết lập cái cơn bão mang tên của mình và chúa đang chờ đợi mình kêu cầu chúa để chúa giải cứu cho mình cái kinh nghiệm đó khác nhau cho nên là xin Chúa cho chúng ta ý thức được rằng Chúa có ở trong thuyền và chúng ta đánh thức Chúa dậy. Nếu mà quý vị chưa có Chúa ở trong thuyền, tôi ước ao quý vị hạ mình xuống để tiếp nhận Chúa. Chúa ơi, ở trong cuộc đời này con không đủ sức đi một mình, con muốn Ngài có ở trong thuyền của con, làm Chúa làm chủ cuộc đời của con đó là cái điều mà chúng ta cần làm nhưng mà cái điều kế tiếp là nếu mà chúng ta đã là con cái của chúa biết rằng chúa có trong thuyền của chúng ta thì làm ơn tương tác với chúa làm ơn nói chuyện với chúa làm ơn nói cho ngài biết những sóng gió đang diễn ra trong cuộc đời của con ở trong suy nghĩ của con ở trong cảm xúc của con ở trong kinh tế của con trong tình cảm của con tất cả những lúc nào bảo tố đến là lúc chúng ta chạy kêu chúa Chúa Giêsu ở cùng với chúng ta qua bảo tố không phải chỉ ở trong bảo tố mà Chúa đi qua bảo tố cái điều thứ ba là Chúa Giêsu là cứu chúa có quyền ở trên bảo tố người này là ai người này là ai mà sông gió phải nghe đó là Chúa của chúng ta là vua trên muôn vua là Chúa trên muôn chúa là đấng có quyền và là đấng có thể không có điều gì khó cho ngài những cái điều mà chúng ta thấy rằng bão tố ngập thuyền những cái sóng gió nước vào ngập thuyền chúng ta cảm thấy như là chúng ta chết chúng ta cảm thấy như chúng ta bế tắc nhưng mà chúng ta kêu chúa chúa vẫn có thể giải cứu cho chúng ta ở trong cái phần này tôi muốn quý vị lưu ý là chúa có lời phán khi họ kêu chúa dậy chúa nói sao các con sợ có nghĩa là các con không nên sợ khi các con biết ta ở đây và biết ta là ai rồi sau đó thì chúa có một cái lời phán ở trên sóng gió và nó phải yên lặng như tờ tôi ước ao rằng chúng ta là những người có chúa những người đánh thức chúa và những người nghe được tiếng phán của chúa sóng gió có thể rất là lớn có thể rất là ồn. Nó dậy lên ở chung quanh chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta nghe được tiếng phán của Chúa thì cái tiếng phán đó nó sẽ ác cái tiếng sống bảo. Chúng ta cần phải có được tiếng của Chúa. Cho nên đọc lời Chúa cho tới khi lời Chúa đọc mình đọc lời văn tự cho tới khi mình có được lời Rama, lời hằng sống đó ở cùng với chúng ta đó là cách mà Chúa giúp chúng ta ra khỏi bão tố. Có Chúa ở trong thuyền, đánh thức Chúa khi bão tố đến và nghe được tiếng phán của Chúa, biết rõ Chúa là ai. Cho nên Chúa thiết lập cái bão tố đó là để họ đặt câu hỏi rằng Chúa là ai. Sẽ có những cái bão tố ở trong cuộc đời của tôi và quý bạn chị em và khi chúng ta qua rồi chúng ta mới biết rằng Chúa là đấng thành tính. Chúa là đấng yêu thương, Chúa là đấng giải cứu, Chúa là đấng chữa lành, Chúa là đấng tiếp trợ, chúng ta sẽ biết rõ Ngài là ai. Cho nên quý ông bà anh chị em, Chúa là ai ở trong đời sống của chúng ta? Chúng ta có ý thức được rằng Chúa dẫn chúng ta vào trong bảo tổ. Chúng ta có ý thức được rằng Chúa ở cùng với chúng ta trong bảo tố đó đang lắng nghe và chờ đợi cái điều mà chúng ta kêu cầu Ngài. Và không phải chỉ kêu cầu không Mà phải nghe được tiếng của Ngài Ở trong bảo tố Bởi vì Ngài có quyền năng Ở trên bảo tố Tôi thấy có nhiều con cái Chúa Chúng ta đến với Chúa Chúng ta đánh thức Chúa Rồi sau đó chúng ta nói ào 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 Mà không bao giờ chúng ta lắng nghe Chúa Chúng ta đến chúng ta kể về bảo tố Chúng ta kể về chúng ta Nhưng mà chúng ta không có nghe để biết Chúa là ai và lời phán của Chúa là gì cho cái bảo tố của chúng ta? Tôi kết lại muốn nói quý bà bàn cho em như vậy, họ không có ngồi lại mà nói chuyện về bảo tố, họ không có nói ở bảo tố này tên gì. <laughs> giống như chúng ta thấy mỗi lần mà chúng ta thấy chỗ nào có những cơn sóng thần bão tố thì người ta bắt đầu đài truyền hình đài phát thanh rồi cơn bão mang tên gì rồi sức mạnh là bao nhiêu thổi về hướng nào và đã phá hủy đã tổn hại tới mức độ nào đó là cách của con người chúng ta ngồi đó để phân tích bão tố để coi cái bão tố đó là gì tên là gì mạnh bao nhiêu xảy ra tại đâu nguy hại tới thế nào nhưng mà ở đây họ không có nói cơn bão đó là gì mà họ chỉ cần biết là ngài là ai là tại vì tôi không cần biết bão mạnh bao lâu bão mạnh tới mức độ nào nhưng mà nếu tôi biết ngài là ai thì ngài có quyền ở trên cái bão tố đó và tôi có sự bình an họ cũng không có gom lại và ngồi đó mà nói mình là ai không có nói Chàng ơi tôi là Phi Tôi là anh Rê Mà cái tôi là dân đánh cá chuyên nghiệp Mà không ngờ phải rơi vào trong cái hoàn cảnh này Tôi thấy có nhiều người gặp sóng gió Rồi ngồi đó khóc than cho mình là ai Quý bà cho em Đó không phải là lúc chúng ta ngồi đó Để than khóc về cái sự yếu đuối Cái sự thất bại Cái sự hổ thẹn của mình Chúa tạo nên bảo tố Để mình nhìn nhận Chúa là ai điều đó quan trọng hơn chúng ta là ai đúng là cái bài test cho ra để biết mình ở cái trình độ nào nhưng mà chúng ta chạy đến với thầy chúng ta đến với Chúa Chúa là ai quan trọng hơn bảo là gì và chúng ta là ai cho nên là trong năm 2024 sẽ có những điều chúng ta không biết và có khả năng những bão tối xảy ra với những cái tên khác nhau nhớ rằng Chúa dẫn chúng ta vào trong bảo tố Nhưng mà Chúa tể trị Tôi hay nói với cá nhân của mình và gia đình Những cái gì mà mình nghe Những cái gì mà mình thấy Là Chúa có ý định cho mình Nhưng mà xảy ra cho cuộc đời của mình Thì một là từ tay Chúa Hai là qua tay Chúa mới tới mình Có nghĩa là bảo tố có thể đến Có thể mang tên của mình đó Nhưng mà nó phải qua tay Chúa Nó mới tới mình được Chúa vẫn kiểm soát được cái tốc độ kiểm soát được cái cường độ, kiểm soát được cái độ mà quỷ phá của nó, để tác động ở trên mình đủ cái mức độ, để mình nhận ra được Chúa là ai. Nguyện Chúa Ngài ban phước cho quý ông bà anh chị em, trong năm 2024, để biết rằng Chúa dẫn mình vào bảo tố được, thì Chúa ở cùng trong bảo tố, và Ngài có quyền ở trên bảo tố đó, để chúng ta biết Ngài nhiều hơn, rõ hơn, và xây dựng mình theo đúng cái con người mà Chúa muốn, thiết lập trong cuộc đời của chúng ta. Amen. chúng ta cùng đứng lên